Là Asana Resort Hồ Tràm nha mọi người. Phía bên đó là phòng, còn bên đây là khu villa biệt lập luôn nha. Khu này là có thể mà gia đình thuê ở riêng là rất là lý tưởng luôn á mọi người. Rất là đẹp, có hồ bơi riêng luôn. One, two, three, ok. Bắn rất là hay. Đi tiếp qua bên đây nha mọi người. Đó, cái hồ bơi, ơ, rộng ơi là rộng luôn. Xong hiện tại giờ mình đi tiếp qua bên khu bên đây nha. Đó, mấy cái phòng ở trên kia là phòng người ta ở đó mọi người. Đây để cho anh ta ngồi hút thuốc. Cái này là chỗ ăn sáng. Chỗ ăn sáng hướng nhìn như là view ra biển rất là đẹp. Trời trong xanh gió mát. Đứng trên lầu 1 nha, nhìn xuống là đó, khu trò chơi quá trời trò chơi luôn đó mọi người. Còn đằng xa xa kia là biển nha. Giờ mình đi tiếp qua đây mình tham quan á. Bên đây có quầy bar nè. Trên đây mát mọi người ơi. Nó hướng ra kia là nhìn nhanh mọi người. Đây là trên quầy bar nè. Thì mọi người ở đây có thể được chơi trò các trò chơi giải trí tại resort nha mọi người. Đó, hai bé này đang bắn cung. Và có nhiều trò chơi khác nữa. Quá trời siêu bự luôn mọi người. Giờ mình đi tiếp qua bên đây mình tham quan nha. Mình đi vòng vòng tham quan resort. Wow, này đang xịt nước mà con ơi. Ở đây chủ resort á có xây bằng mấy cái hồ này nè, cho mình đi trên hồ á đi tham quan. Này là villa quá xuất sắc, quá mát mẻ luôn. Mình đi tiếp qua đây nha. Họ đi vòng vòng nãy giờ cái phòng mình ở đâu mất tiêu quên nè. Kìa, cuối cùng cũng tới phòng mình. Ở đây đi tiếp vòng vòng qua vô trong đây đi cho mọi người cùng tham quan chiêm ngưỡng nha. Trồng bông súng đó cho mọi người. Giờ mình đi xuống đường bên đây đi cho nó đẹp hơn. Đường bên này quay mấy cái bông gì, quay cái mấy cái villa cho mọi người cùng xem. Căn này căn mấy vậy? Ồ, căn này căn mới căn 6 mấy à. Mình ở tới căn 7 mấy lần. Đi tiếp nha mọi người. Mình có thể đi xuống dưới đây được luôn mọi người, nhưng mà mình phải bỏ dép. Mình đi chân không để massage chân luôn á. Đẹp không?
mới 68 mấy à. Ở đây á, đi vòng 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 mấy cái là thấy bơi là đẹp, muốn bơi quá, muốn bơi nhưng mà nãy mình bơi rồi. Nào đi chút lạc không? Bởi vì nó lớn quá lớn. Đây, 7 là khu bên mình nè. Bên mình là khu 7. Đây, căn biệt thự ở đây. Cuối cùng cũng đã về tới nơi. bảy một hai hai một không phải phải không phải không ta, thôi đi ngoài đây đi. Ồ đúng rồi, đúng rồi, căn này nhà của mình nè. 71221 nãy mình cũng mới vừa tắm xong ở đây nha. Đó, nãy mình tắm hồ bơi xong ở đây nè. Đúng rồi, cái khăn này nè, mình đi về phòng mình là đúng chính xác nha. Đó, mỗi căn phòng là đều có cái hồ bơi riêng giống vậy đó mọi người. Đẹp không? Quá đẹp, nãy nè. Mình mới vừa tắm xong nè. Giờ mình đi vô bên trong ta. Không biết có ai gà cửa không? Hên quá, không có ai gài cửa. Đó, trong phòng này là phòng khách nè. Phòng khách thì có salon, tivi, cái bếp bên kia. Còn ở đây là cái bàn ăn. Anh chị cũng nhắc lại với tôi cũng đẹp ha. Này là cửa chính. Cửa chính đi ra. Đẹp không? Đó, căn mình ở là 71227271227123 đó. Cái căn ngoài đây gần vậy đó mọi người. Thấy chưa không? Nhà mình đi lên lầu mình quay cho mọi người xem. Rồi. Ôi trời, vô đây giống như thiên đường đó mọi người. Gia đình mình thì ở trên lầu. Dạ, mà nó nóng nữa. Hello, hello. Trời, tưởng đâu đi lộn phòng không á trời ơi. Tưởng đâu đi lộn phòng á. Trời ơi, có nằm nè. Ăn gì chưa con gái? Ăn rồi hả? Nãy giờ em đi dạo đây nè hai. Nãy giờ em đi dạo gần nhà, vòng vòng mấy cái hồ này nè. Đó, nắng muốn thấy mồ luôn. Nãy giờ đi dạo á. Nhà anh gọi này để đi qua coi cái gì vậy. Chắc chưa về quá. Đó, trong phòng nè. Nhà có phòng tắm, bồn rửa mặt, tự thế tắm nên cái quầy ba nè. Này là 7122, còn 7123 bên đây nữa là cái view này nhìn thấy như thế nào đó. Khi vô là có phòng đó thấy chưa, cũng giống nhau hết trơn vậy không, cũng có ghế bàn làm việc, bàn ngủ cái này tối qua ngủ. Mỗi người nằm giường. Giường
Hello, hello. Bên đây cũng có này luôn nè. Chỗ nào cũng có ban công để nhìn ra ngoài á, rất là đẹp. Ngon lắm, đi vòng vòng ở đây nè, đi ra tới hồ bơi luôn, ra tới biển luôn. Rồi, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở clip sau. Mình đi đâu mình sẽ quay, giới thiệu cho mọi người cùng.